Huấn luyện viên Mai Đức Chung chưa hài lòng thắng 16-0. Thu phân 23 tháng 9 năm 2021. Tajikistan hiệu suất ghi bàn của Việt Nam chưa được như ý huấn luyện viên Mai Đức Chung, dù đánh bại Maldives tại vòng loại Asian Cup tối 23 tháng 9. Huấn luyện viên Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn sau trận đấu Maldives. Ảnh, Thu Trang, tôi hài lòng về tỷ số nhưng chưa hài lòng lối đá của đội. Hiệu suất ghi bàn của đội chưa tốt, nhất là trong hiệp 1. Cầu thủ bỏ lỡ tình huống rất nhiều, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu tại Tajikistan. Trận đấu giữa Việt Nam và Maldives diễn ra một chiều, khi đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung thoải mái tấn công và ghi bàn, trong khi đối thủ gồng mình chịu trận. Hiệp 1 Việt Nam dẫn 5 bàn và hiệp 2 ghi thêm 11 bàn, trong đó cá nhân Hải Yến 6 lần lập công. Cuối trận các cầu thủ Maldives phải liên tục nằm sân để câu giờ, tránh nhận thêm bàn thua. Nếu hiệu suất tốt, Việt Nam có thể ghi 20 bàn, thậm chí nhiều hơn. Đây là nhược điểm và trong các buổi tập tới tôi sẽ khắc phục điều này. Trận này, chúng ta thắng đậm vì đối phương quá yếu chứ không phải vì Việt Nam quá mạnh, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói thêm. Tuyển Futsal Việt Nam suýt gây địa chấn trước Nga. 22 tháng 9 năm 2021, 23 giờ 7. Đờ Ti Futsal Việt Nam đã thi đấu nỗ lực và chỉ chịu thua đội đương kim Á quân Đờ Ti Nga với tỷ số 2-3 ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021. Highlight Đờ Ti Nga Đờ Ti Việt Nam, chia tay trong tự hào Futsal World Cup 2021. URL, Highlight, Việt Nam 19 Brazil bảng D FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 VTV 24. URL, Highlight Futsal Việt Nam 3-2 Pascal Nama. URL, Highlight Futsal, Việt Nam 1-1 CSS, một điểm quý hơn vàng bàn thắng của châu đoàn phát đưa Futsal Việt Nam vào vòng 1/8. URL, xem bàn thắng của Đắc Huy vào lưới Đờ Ti Nga, nguồn, VTV. Xem bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Đờ Ti Việt Nam của Đức Hòa, nguồn, VTV. Ghi bàn, Việt Nam, Đắc Huy, 18 phút, Đức Hòa, 39 phút. Nga, Robinho, 11 phút, Chiscala, 18 phút, 30 phút. Đội hình ra sân, Việt Nam, Hồ Văn Ý, Lê Quốc Nam, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Minh Chí, Trần Văn Vũ. Nga, Piutilov, Robinho, Chiscala, Davidov, Afanasev. Sau dưới đây là những diễn biến cập nhật. Kết thúc, trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút 3-2 dành cho Đờ Ti Nga trước Đờ Ti Việt Nam. Dù để thua, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang có trận đấu xuất sắc. Chia tay FIFA Futsal World Cup 2021 với 2 bàn thắng vào lưới Đờ Ti Nga được xem là thành công đối với Đờ Ti Việt Nam. 0 phút 46, Đờ Ti Việt Nam tiếp tục chơi power play khiến đội đương kim Á quân trở nên lúng túng và phải thi đấu mang tính câu giờ. 1 phút 36. Và U, Đức Hòa rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Thành quả cho Đờ Ti Việt Nam sau những giây phút chơi power play là bàn thắng đẹp mắt của Đức Hòa, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Những giây cuối trận vì vậy mà trở nên đầy kịch tính và nghẹt thở. 2 phút 31, Đờ Ti Việt Nam liên tục sử dụng chiến thuật power play. Các cầu thủ Nga vẫn đang phong tỏa tốt mọi ngả đường vào khung thành thủ môn Piutilov. 7 phút 18, Đờ Ti Việt Nam quyết định chơi power play, nhưng chưa thể gây ra nhiều sức ép đối với đối thủ. 8 phút 13, thủ môn Văn Ý xuất sắc dướn người cản phá cú lốp bóng kỹ thuật của Davidov. Ngay sau đó Đờ Ti Việt Nam đáp trả với cú sút đưa bóng đi sạt khung thành Đờ Ti Nga. 10 phút 48, Đờ Ti Nga ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Chiscala đi bóng bên cánh trái rồi dứt điểm chéo góc rất căng khiến thủ môn Hồ Văn Ý không thể cản phá. 12 phút 11, so với hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam đã cải thiện được thời gian cầm bóng. Đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng 33% trong những phút vừa qua. 14 phút 09, đội trưởng Sergei Abramov dứt điểm đập cột dọc khung thành Văn Ý bật ra. Trước đó, một cầu thủ khác của Đờ Ti Nga cũng kết thúc liếm mép ngoài cột dọc. 15 phút 58, Đờ Ti Nga tiếp tục kiểm soát thế trận, nhưng những chàng trai áo đỏ đang thi đấu rất kín kẽ và gây ra nhiều khó khăn cho Đờ Ti đến từ xứ sở Bạch Dương. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Đờ Ti Nga là những người giao bóng. Hết hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía Đờ Ti Nga. Một tỷ số được xem là bất ngờ trước khi trận đấu diễn ra. Và việc Đờ Ti Việt Nam ghi được bàn thắng vào lưới của Đờ Ti hạng tư thế giới được xem là một thành công. 0 phút 09, thêm một pha cản phá xuất sắc nữa của thủ thành Hồ Văn Ý. 2 phút 43, vào U, Đắc Huy tỏa sáng, từ pha phá bóng lên cao của Hồ Văn Ý, một cầu thủ Việt Nam đánh đầu chiến thuật để Đắc Huy đánh đầu nối tung lưới Đờ Ti Nga. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 đầy bất ngờ. Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam. 2 phút 56. Đờ Ti Nga ghi bàn thứ hai. Chiscala đón quả đá biên của đồng đội, anh sút căng và chìm. Thủ môn Văn Ý bị che khuất tầm nhìn nên không kịp trở tay. 2 phút 58. Đờ Ti Nga xin hội ý trong hiệp 1. 4 phút 36.
Hoan hô Hồ Văn Ý. Davidov bên phía Nga tung cú sút rất căng từ giữa sân, tuy nhiên thủ thành Hồ Văn Ý đã bay người cản phá xuất sắc. 5 phút 04, Đờ Ti Việt Nam xin hội ý trong hiệp 1. 7 phút 22, Nga đang kiểm soát bóng tới 72%. Đắc Huy vừa có cơ hội băng xuống bên cánh trái rồi dứt điểm. Tiếc rằng anh không đánh bại được thủ môn Utilov. 9 phút 51, Đờ Ti Nga mở tỷ số trận đấu. Một pha ban bật chớp nhoáng rồi dứt điểm hiểm hóc của Robinho, ghi bàn mở tỷ số trận đấu đầu tiên ở vòng 1/8. 10 phút 32, các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đang đeo bám rất khó chịu đối với đội tuyển đang xếp hạng tư thế giới. 12 phút 18, Văn Hiếu sau pha tranh chấp tốt đã tung cú sút chéo góc rất căng, tiếc rằng bóng đi vọt xà ngang khung thành Đờ Ti Nga. 14 phút 11, thêm một pha cản phá xuất sắc nữa của thủ môn Văn Ý. 15 phút 25 bộ, các cầu thủ Nga liên tục tạo sức ép về phía khung thành của Đờ Ti Việt Nam. Thủ môn Hồ Văn Ý lại vừa cản phá tốt cú dứt điểm của cầu thủ Nga. 18 phút 50, chỉ trong vòng 1 phút, thủ môn Hồ Văn Ý dễ dàng bắt gọn hai cú sút của các cầu thủ Đờ Ti Nga. 21 phút 30, trọng tài chính người Panama, ông Roberto Lopez thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Đờ Ti Việt Nam là những người giao bóng trước, các tuyển thủ giơ chiếc áo của Vũ Đức Tùng, với ý nghĩa cổ vũ pivot của Đờ Ti Việt Nam vắng mặt ở vòng 1/8 vì chấn thương. Ảnh VFF, 21 giờ 24, hai đội tuyển bước ra sân thực hiện nghi thức cử quốc ca trước trận đấu. Trận này, Đờ Ti Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống. Trong khi đó, Đờ Ti Nga mặc áo trắng quần đen. Futsal World Cup 2021 bắt đầu vào lúc 21:30 ngày mai 22 tháng 9, với cặp đấu giữa Đờ Ti Việt Nam và Nga đội tuyển đang xếp hạng tư thế giới. Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 vòng 1/8. 21:30, 22 tháng 9 năm 2021, Nga vs Việt Nam 1, VTV6. 0 giờ, 23 tháng 9 năm 2021, Venezuela vs Maroc 2, VTV6. 21:30, 23 tháng 9 năm 2021, Kazakhstan vs Thái Lan 3, VTV6. 21:30, 23 tháng 9 năm 2021, Argentina vs Paraguay 4, VTV5. 0 giờ, 24 tháng 9 năm 2021, Brazil vs Nhật Bản 5, VTV6. 21:30, 24 tháng 9 năm 2021, Uzbekistan vs Iran 6, VTV6. 0 giờ, 25 tháng 9 năm 2021, Bồ Đào Nha vs Serbia 7, VTV6. 0 giờ, 25 tháng 9 năm 2021, Tây Ban Nha vs CSZ 8, VTV5. Danh sách các đội giành vé vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021. Bảng A: Kazakhstan, Venezuela. Bảng B: Nga, Uzbekistan. Bảng C: Bồ Đào Nha, Maroc, Thái Lan. Bảng D: Brazil, CSZ, Việt Nam. Bảng E: Tây Ban Nha, Paraguay, Nhật Bản. Bảng F: Argentina, Iran, Serbia. Hòa CSZ, Futsal Việt Nam làm nên lịch sử ở World Cup. 19 tháng 9 năm 2021 21:30. Châu Đoàn Phát ghi bàn quý giá mang về trận hòa 1-1 cho Futsal Việt Nam trước CSZ, qua đó lần thứ hai liên tiếp vào vòng 1/8 World Cup Futsal. Highlight: Việt Nam 1-9 Brazil. Bảng D: FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 VTV24. URL: Xem highlight Futsal Việt Nam 3-2 Pascal Nama. URL: Highlight Futsal Việt Nam 1-1 CSZ, một điểm quý hơn vàng bàn thắng của Châu Đoàn Phát đưa Futsal Việt Nam vào vòng 1/8. URL: Ghi bàn, Việt Nam, Châu Đoàn Phát 35:00. CSZ, Lucas Rizeter 36:00. Đội hình xuất phát: Việt Nam, Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, Phạm Đức Hòa, Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Minh Chí. CSZ, Vahala Andre, Rizeter Lucas, Krivanek Lucas, Seidler Mikan, Holy Mikan. Dưới đây là những diễn biến chi tiết. Kết thúc, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, kết quả đưa tuyển Futsal Việt Nam vào vòng 1/8, với tư cách là một trong 4 đội 3 có thành tích tốt nhất. Còn CSZ vào vòng knockout với ngôi nhì bảng D. 0 phút 04, CSZ sút bóng đi sạt khung thành Việt Nam. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang quyết định xin hội ý. 1 phút 18, Đờ Ti CSZ xin hội ý. 2 phút 21, Đờ Ti Việt Nam đang thi đấu rất tập trung khi thời gian trận đấu chỉ còn hơn 2 phút. Bởi tỷ số hòa sẽ đưa chúng ta vào vòng 1/8. 4 phút 35, CSZ lập tức có bàn gỡ hòa 1-1. Lucas Rizeter tận dụng sai lầm từ đường chuyền lên của Đức Hòa, anh sút bóng rất căng khiến Hồ Văn Ý không thể cản phá. 5 phút 26, vào U, Châu Đoàn Phát nhận bóng từ chân đồng đội, anh tung cú sút chìm đưa bóng lọt qua khe giữa hai chân thủ môn CSZ rồi lăn vào lưới. Tỷ số là 1-0 cho Việt Nam.
niềm vui của Châu Đoàn Phát. 7 phút 08, Holy bên phía CSC tung cú sút rất căng từ giữa sân đưa bóng đi sạt mép lưới bên ngoài khung thành Việt Nam. 7 phút 54, Jaruma có cú sút ở góc hẹp đưa bóng đập cột dọc. Rất may cho The Team Việt Nam khi thủ môn Hồ Văn Ý kịp thời bắt gọn trước khi bóng có thể lăn vào lưới. 10 phút 51, Anh Duy vừa có pha dứt điểm căng và chìm buộc thủ môn CSC phải dùng chân cứu thua. CDV Việt Nam tiếp lửa thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang. 13 phút 48, Minh Chí có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số nhưng pha xoay người dứt điểm của cầu thủ này bị thủ môn Vahala Andre cản phá xuất sắc. 16 phút 50, Văn Hiếu thực hiện cú sút phạt căng buộc thủ môn Vahala Andre phải đấm bóng giải nguy. 17 phút 35, một tình huống hú vía đối với khung thành của Hồ Văn Ý, khi CSC dứt điểm, đưa bóng chạm chân Đức Tùng rồi tìm đến một cầu thủ áo trắng trước khi Văn Ý đẩy bóng chịu phạt góc. 18 phút 10, những chàng trai áo đỏ vẫn đang thi đấu rất quả cảm trước sức ép liên tục của đội tuyển đang xếp hạng 15 thế giới. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, CSC là những người giao bóng. Hết hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. 2 phút 44. Thêm một pha cản phá xuất sắc nữa của thủ môn Hồ Văn Ý từ cú sút rất căng của cầu thủ số 4 bên phía CS ở giữa sân. 3 phút 50, Vũ Đức Tùng bị lật cổ chân. Vũ Đức Tùng bị đau, anh nằm sân sau nỗ lực tranh chấp với cú phá bóng rất mạnh của cầu thủ Mikan Seidler bên phía CSC. Anh cần sự chăm sóc của nhân viên y tế. Đức Tùng bị chấn thương khá nặng, bác sĩ đã phải dùng nẹp để cố định bên chân trái bị đau của anh. Đức Tùng bị lật cổ chân trái và chắc chắn chia tay với FIFA Futsal World Cup nếu The Team Việt Nam đi tiếp. 4 phút 28, thủ môn Hồ Văn Ý bắt dính bóng cú đá rất căng của tiền đạo CSC. 5 phút 6, chỉ trong vòng ít giây, Vũ Đức Tùng có liên tiếp hai pha dứt điểm. Một là cú sút buộc thủ môn Vahala Andre phải cản phá, sau là cú đánh đầu đi sạt cột dọc. 6 phút 56, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang vẫn đang thi đấu rất kín kẽ bên phần sân nhà. 10 phút 30, The Team Việt Nam tổ chức phản công sắc bén, Châu Đoàn Phát đi bóng nỗ lực bên cánh phải. Anh loại bỏ cầu thủ CSC trước khi cứa lòng đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành đối phương. The Team Việt Nam áo đỏ thi đấu với thế trận biết mình biết người. 11 phút 36. CS tổ chức đá phạt bị hàng rào Việt Nam ngăn chặn, sau đó cú sút của cầu thủ áo trắng đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Văn Ý. 12 phút 46. Đội trưởng Lucas Rizeter bên phía CSC đi bóng cánh trái rồi dứt điểm căng buộc thủ môn Văn Ý phải đấm bóng giải nguy. 14 phút 09. Các cầu thủ CSC đang chơi pressing tốt gây ra không ít khó khăn cho The Team Việt Nam. Thủ môn Văn Ý lại vừa có pha cản phá chịu phạt góc. 16 phút 19. The Team Futsal Việt Nam có liên tiếp hai pha kết thúc nhưng không thắng được thủ môn CSC. 19 phút 20. Thủ môn Hồ Văn Ý có liên tiếp hai pha cản phá xuất sắc, cứu thua cho The Team Việt Nam. 20 giờ. Sau màn đếm ngược, nữ trọng tài người Argentina Maria Pinto thổi còi cho trận đấu giữa Việt Nam và CSC được bắt đầu. Việt Nam là đội giao bóng trước. 19:53, hai đội bước ra sân thực hiện nghi thức cử quốc ca hai nước Việt Nam và CSC. Trận này, Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi CSC mặc áo trắng quần trắng. 19:50, bắt chính trận đấu giữa Việt Nam và CSC là nữ trọng tài người Argentina Maria Pinto. 19:40, xếp hạng bảng D trước lượt trận cuối, xếp hạng các đội đứng ba World Cup Futsal 2021. 19:35. Với chiến thắng trước Panama, The Team Việt Nam là đội tuyển Futsal châu Á thứ 2 giành ít nhất một chiến thắng trong hai kỳ Futsal đầu tiên liên tiếp tham dự. Trong quá khứ chỉ có Iran là đội tuyển châu Á duy nhất làm được điều này. Nếu tính rộng ra toàn thế giới thì chúng ta là đội tuyển ngoài top 40 duy nhất làm được điều này. The Team Futsal Việt Nam áo trắng quyết tâm gây bất ngờ trước CSC để lập kỳ tích tại World Cup Futsal 2021. Chưa hết, ông Phạm Minh Giang sẽ là huấn luyện viên nội đầu tiên có được một chiến thắng tại một kỳ World Cup. Ở lượt cuối gặp CSC, việc có ít nhất một điểm là điều bắt buộc nếu The Team Futsal Việt Nam muốn vượt qua vòng bảng. Khi đó với 4 điểm, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang chắc chắn đứng trên 3 bảng A, B và F. Nhiệm vụ này là không dễ dàng bởi CSC hiện đang đứng hạng 15 thế giới và cũng là một trong những đội bóng mạnh của châu Âu. Tuy vậy chúng ta vẫn có quyền hy vọng dù rất nhỏ nhoi. 19:20, xem highlight Futsal Việt Nam 3-2. Nếu đội tuyển Futsal Việt Nam vượt qua vòng bảng thì chúng ta sẽ thiết lập thêm nhiều cột mốc mới. Cộng là đội châu Á đầu tiên vượt qua vòng bảng hai kỳ FIFA Futsal World Cup đầu tiên liên tiếp. Trong quá khứ chưa có đội châu Á nào làm được điều này kể cả Iran. Cộng ngoài ra nếu giành vé đi tiếp thì chúng ta cũng sẽ giúp cho nền Futsal châu Á lần đầu tiên có 5 đại diện góp mặt ở vòng knockout. Với việc Uzbekistan, Iran đã giành vé sớm, Nhật Bản và Thái Lan cũng được nhận định sẽ nối gót nên nếu tối nay chúng ta làm được thì đây sẽ là vinh dự chung cho cả nền futsal châu Á.
có thể nói một cột mốc lịch sử đang chờ đón phút